Ngoài tuyển Đức, tuyển Việt Nam còn gặp U23 Ba Lan. Chuẩn bị cho World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam đã giao hữu với tuyển quốc gia Đức, rồi U23 Ba Lan. Hôm nay, lúc 9 giờ 55 phút ngày 5 tháng 6, tuyển nữ Việt Nam, VN, đáp chuyến bay sang Frankfurt, Đức chuẩn bị cho chuyến tập huấn hơn 20 ngày. Trước khi chạm trán với đội tuyển chủ nhà thuộc đẳng cấp thế giới này thì tuyển Việt Nam sang Ba Lan đã giao hữu với U23 nước này. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tập huấn tại Đức và đá giao hữu trận. Ngày 10 tháng 6, tuyển Việt Nam đá với Eintracht Frankfurt, ngày 15 tháng 6, đá với Scott Mays FC. Sau đó, toàn đội di chuyển bằng ô tô sang Ba Lan để đá giao hữu với U23 Ba Lan vào ngày 21 tháng 6. Sau đó, toàn đội quay trở lại Đức để đá giao hữu với tuyển Đức vào ngày 24 tháng 6. Thông tin về đội tuyển nữ, chiều mùng 3 tháng 6, tại Trung tâm Đào tạo VFF, tuyển nữ Việt Nam đã có trận tập đối kháng với thế hệ đàn chị từng vô địch bóng đá SEA Games 2003, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thắng 3-1. Ở trận này, trung vệ Trương Thị Kiều được sắp xếp đá 45 phút. Chuyến tập huấn, Đức và đổi gió tại Ba Lan, vài ngày là đợt chuẩn bị cuối cùng để tuyển Việt Nam chuẩn bị sang New Zealand dự World Cup 2023, cùng bảng E với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Hy vọng các cô gái vàng Việt Nam có những thay đổi lớn sau khi bảo vệ thành công ngôi hậu ở SEA Games 32. SEA Games 32 diễn ra trong điều kiện thời tiết quá nắng nóng khiến hầu như tất cả các đội thi đấu rất uể oải, ngắn bóng, phối hợp rất rời rạc, đuối sức. Tại World Cup 2023, tuyển Việt Nam đã rơi vào bảng đấu cực kỳ nặng với nhà vô địch và á quân World Cup Mỹ và Hà Lan. Trong khi đó, Philippines ở bảng A khá nhẹ khi cùng với đồng chủ nhà New Zealand, Thụy Sĩ và Đan Mạch. Với tình hình bảng này, huấn luyện viên Alan Stasic quyết liệt xây dựng mục tiêu vượt qua vòng bảng. World Cup nữ 2023 khai cuộc ngày 20 tháng 7 và bế mạc 28.